Sally. I'll be that. Thank you.
giờ con còn nhớ nhà ở đâu không? Bố mẹ chỗ nào không? Con không nhớ. Không nhớ à? Thế bị lạc lâu chưa? Con bị lạc lâu rồi. Bây giờ đi theo cô nhé. Vâng. Về ở với cô với em bé nhé. Vâng. Đi cẩn thận nhé. Nói không? Về đến nhà cô Yến nhá. Nhà cô Kiến á, xong cô xây cơm cho ăn nhá. Tí nữa đến rồi. Đến nhà rồi. Đây nhà con nhà. Sắp đến nhà rồi. Con nói không? Có. Xong cô lấy cơm cho con ăn nhá. À, ngồi đây. Cô đi rửa chân tay đó. Cô lấy em bé xuống đây nhá. Thôi, đừng có khóc nhá. Xong là lấy nhá, ở với em bé đợi cô nhá, xong rồi cô lấy cơm lấy ngô cho ăn nhá, nhá. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. À, đây ở với anh nhá, ở với anh nhá, ở với anh nhá. Nói cô lấy ngô cho ăn nhá, cô lấy nước đi rửa tay nhá, tay bẩn này. Lấy nước về rửa tay chân cho nhé, rửa mắt cho nhé.
em ơi, này này em. Rồi em á. Đây, cô vẫn để cho đây. Ăn từ từ thôi nhá. Thank you.
nóng 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 nha. Cho mẹ đó, nào mắm nhé. Nào đây chạy đi ra con, đây con ăn đi, con ăn đi, cứ đi nhé, nóng nhé. Thiên này con ơi, đó, thiên này. Đây thế này cho cô. Mai mẹ đi mua thêm thiên nhá. Mai mẹ đi mua thêm thiên á. Ăn nữa không? Con ăn nữa không? À, không ăn à? Ăn thì lui ra đây. Lui ra đây nghỉ nhá. Sao ấy con? Ở này ở đây nhá, ở đây với cô nhá. Ngoan, đừng khóc nữa. Bây giờ đây nằm đi, đây nằm đi.